Quân du kích Abu Sayyaf chặt đầu thương gia Malaysia sau 6 tháng cầm tù, tin từ Kuala Lumpur, Malaysia. Chính phủ Malaysia hôm nay xác nhận tin cho hay, một tổ chức Hồi giáo có liên lạc với Al-Qaeda đã hành quyết một thương gia người Malaysia bị bắt làm con tin hồi tháng 5 vừa qua tại đảo Jolo ở phía nam Phi Luật Tân. Trước đó, quân đội Phi Luật Tân cho biết đang điều tra về phúc trình đáng tin cậy của lực lượng tình báo nói rằng phiến quân Abu Sayyaf đã chặt đầu ông Bernathan vào ngày hôm qua. Trên trang Facebook của mình, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói ông đau đớn vì bị chấn động vì sự kiện trên và yêu cầu đưa kẻ giết ông Bernathan ra trước tòa. Tư lệnh quân đội tại Jolo cho biết đã cố tìm cách giải cứu người Malaysia bị quân du kích Abu Sayyaf bắt cóc hồi đầu năm nay, nhưng bất thành. Và ngày hôm qua, một người đã bị giết tại thị trấn Indanan. Jolo là căn cứ địa của Abu Sayyaf, tổ chức phiến quân nổi tiếng tàn bạo đã thực hiện nhiều vụ nổ bom, bắt cóc và chặt đầu. Trong nhiều trường hợp, tổ chức này bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng các con tin. Thường già và một người phụ nữ người Malaysia bị bắt cóc tại một nhà hàng Trung Quốc ở thị trấn ven biển thuộc bang Sabah của Malaysia, quần đảo Borneo hồi tháng 5 và sau đó bị đưa đến Jolo. Tuần qua, Abu Sayyaf đã phóng thích người phụ nữ sau khi nhận được tiền chuộc mạng.